mình uh, chào tất cả các bạn chúc các bạn uh, xem video vui vẻ à, các bạn thấy đấy coi như là mình đã làm xong một cái việc chính đó là sắm tổ đẻ cho vịt uyên nương thì uh, khi đóng về thì mình cũng chưa có thời gian uh, để cho nó vào thì hôm nay thì uh, mới có thời gian để cho nó vào được các bạn thì đấy mình đã để ở trong góc kia các bạn nhỉ Đấy mãi ở trong góc kia thì vào mình để cái cây này uh, dịch dịch ra đây một chút xíu để nó che chắn cái mặt ở về bên ngoài này đi tức là dù sao chăng nữa thì nó càng ít uh, tầm nhìn ra ngoài thấy những người ngoài thì nó sẽ càng uh, tốt hơn thì hai chú vịt của uyên hương của bên mình của bên này thì chúng nó rất thuần tức là tất nhiên thì thuần đến mức sờ thì không được Thế nhưng mà uh, nếu như mình cứ nói chuyện như này thì là nó chỉ uh, đi lại như vậy một chút xíu thôi nó không ảnh hưởng gì đấy con vịt mái này thì uh, hôm nay lông nó rất chi là khô mà con vịt trống chả hiểu sao hôm nay chả hiểu cậu nào cậu thích tắm thế <laughs> không đấy thế coi như là mình đã làm xong cái chú bên này thì vừa mới bật cho cái bóng sửa lên để ví dụ như con trống này ví dụ trường hợp mà nó ướt lông này ấy, thì nó có thể là nó sẽ sửa bằng cái bóng này của mình đấy. còn chim chỉ bên kia thì khá ok rồi à các bạn hôm nào mà trời nắng ấm lên mình quay cho các bạn xem chi tiết hơn <laughs> vẫn chỉ có mái đem về được đó bây giờ mời các bạn cùng sang chú bên kia với mình nhé thời tiết của miền bắc thì đặc trưng đó là bây giờ đang là lồm ẩm các bạn. À, thời tiết ẩm lắm. Mưa nó kiểu như là to cũng chẳng ra to mà nhỏ nó cũng chẳng ra nhỏ ấy. Thì mình không có dám uh, uh, đụng vào cái AV này bởi vì bây giờ toàn sử dụng cái bằng điện đấy, Sử dụng bằng điện thì uh, nhiều khi mà không may mà mà điện nó đó nó mưa gió mà nó ẩm mà thấm mà nó chập ra mà không may cái này cứ ôm vào cái chuồng này mà cứ cười ra thì chết. <laughs> Cho nên là không có dám động vào các bạn. Đây. À, mình cũng thiết kế cố gắng. Cái đôi uh, cái đôi uh, Khiếu của mình ấy, nó rất chỉ là thuần thuần với mình thế nhưng mà mình vẫn không chủ quan được các bạn vẫn phải làm cái cửa nhỏ này đây là cái cửa nhỏ này để thò tay vào đây mở thò tay vào đây cho thức ăn vào thì đấy là mình chia sẻ sơ bộ qua về cái 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 cái, cái chuồng này của mình là như vậy thì bây giờ thì đi vào cái chuồng này cái chuồng này ấy, các bạn mình vẫn tâm sự với các bạn là mình bực mình cái 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 đôi sáo này kinh khủng lắm lắm luôn đấy bởi vì là chính vì nó mà mà thành ra cái đôi vịt uyên hương của mình nó cũng cũng bị hoảng. Đấy, mình kê lại cái chuồng vào cái khu vực đứng kia, đấy. Các bạn thấy chỗ con mái nó đang đứng không? Đấy, rồi sau này nó chỉ cần nhảy lên uh, chuồng uh, lên tổ là nó đẻ thôi. Uh, nói sao nhỉ? Có một số các bạn kiểu thực sự là nhiều các bạn cũng chưa hiểu ấy chưa hiểu về về cái vịt con của uyên hương ấy. Nếu như thực sự mà nó mà sinh sản được ấy, nó vào trong cái tổ kia nó ấp ấy. Khi mà nó ấp thì con vịt con nó sẽ nhảy ra được Nó sẽ nhảy được ra các bạn nhé Không hiểu sao cái bản năng của nó này Trong một lúc đấy nó rất khỏe nó nhảy được vung ra Đấy sơ bộ với các bạn là như vậy Còn cái đôi sáo này của mình mỗi một lần ra ra và vào ấy à, Có sâu quy vào thì nó theo mình Còn nếu không có sâu quy vào thì nó nó bay Nó bay thì làm cho cái đôi đôi vịt đuôi đương này của mình ấy Nó cũng cảm giác cái kiểu như là thấy con khác bay thì là mình cũng bay, chả biết chuyện gì xảy ra hay không nhưng mà cứ thấy thằng kia chạy là mình cũng chạy, kiểu dại như thế. Thế cho nên là thành ra đôi vịt lưu này của mình nó cũng nhát theo đấy. mình thì mình cũng muốn đi lên uh, sóc sơn một chuyến uh, thăm uh, thành gióng rồi thì uh, cũng có thể là uh, phóng sinh nó đi bởi vì uh, mang nó lên trên đấy cho nó một đặc trưng của rừng núi thế nhưng bây giờ thì tạm thời chưa chưa đi được các bạn uh, thời tiết nó vẫn uh, chưa thuận lợi cho nên là mình cũng cũng chưa có muốn đi vì uh, dịch bệnh nó cũng vẫn đang căng thẳng rất chi là khốc liệt thế cho nên là uh, tạm thời là như vậy còn thì uh, các bạn có ý kiến gì về cái uh, cái chuồng vịt của mấy ông nhỉ, <laughs> bởi vì à, cái bộ môn uh, chăn vịt này thì nó không như những loài chim khác nên cũng nhiều các bạn cũng không biết được mà mà để mà cho mình những ý kiến còn cũng có nhiều người thì cũng biết đấy, thế nhưng mình cây đẹp này kia thì là khá ok rồi các bạn, cho cái cầu vào để cho nó đứng cho nó dễ rồi này, đấy, ok rồi và nó còn có cả cái chỗ phía sau đây các bạn nhỉ đây, phía sau đây sau chuồng đấy để nó lấy cái chỗ chui giúp cái kiểu như là à, gọi là trốn tìm trốn tìm, <laughs> ok à mình đang làm cái tổ cho vịt uyên hương để nhân nó rủ mình đi mua chim <laughs> hôm nay cậu lại mua chim các bạn mình hôm nay cũng tính mua chim thế nhưng mà đi gặp thì toàn chim nỗi thôi cho nên mình cũng không có mua bực mình nên định lại làm con trà màu mái về chơi cho vui thế nhưng mà <laughs> nhân ở thôi chả chơi trà màu mái thì lúc nào mà em có bẫy được con nào thì em già già thì em cho anh thì mình thôi thế là cũng định tính trong đầu là một là mua mi về chơi thôi thế nhưng mà uh, chả mua được thì thôi mua cái bộ cống này cái bộ cống này thì để phục vụ em trà màu các bạn Đấy, dù sao chăng nữa thì cái lồng xịn rồi đúng không còn trà màu thì mình cũng được gọi là xịn đi chứ xịn thì mình mới nuôi đúng không nhỉ thay vào cho nó đẹp đẹp tí Nha bao nhỉ bộ cống này trông ra gì bộ cống này gọi là cống quả đào <laughs> để mình tháo ra mình nắp vào vệ sinh cho em nó đấy các bạn nhé đấy sau một thời gian đấy chỉnh sửa thay đồ trong cái bộ cống này cũng tôn thêm cái vẻ đẹp cho cái nồng của mình khá nhiều đấy các bạn nhỉ ở à, cái cống ở phía trong kia thì mình cho ba bốn con sâu quy chúng không cho ăn nhiều đâu các bạn đấy cậu đang tóp tép tóp tép tóp tép vừa lấy là được con sâu quy nên là mình phải nhử mãi con sâu quy để cho cậu kiểu thuần thuần tí để mình thay vệ sinh mẹ các thứ này bộ cống này nhìn trông thì đẹp nhưng mà chắc phải kiểm tra mồi liên tục cũng tránh tình trạng hết mồi không biết này thôi đến lúc vào xong thấy chim lại còn làm thằng cẳng thì thôi thì đẹp <laughs> từ lấy giờ chả thấy hot thì cứ kêu quắc 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 hot đi Hoa đi à Hoa đi <laughs> cái bộ môn chăn chim này phải nói là cứ tí tỏi tí mẻ nhưng mà cũng khá nhiều tiền đấy các bạn đấy cứ mỗi một lần lồng này rồi lại uh, thức ăn này nhiều tiền phết đấy thôi oh, được rồi kêu đi kêu đi kêu chứ hót gì thời tiết này thì làm sao mà hót được đấy <laughs> cũng wiki wiki rồi đấy <laughs> các bạn thấy được ờ à, thế à lêu thế thì thưởng cho con nữa này thái độ tốt bo thêm cho một con nữa ok chưa thôi từ từ hót này thái độ tốt ok chưa nào Thôi nhúng nhanh lên, ăn nhanh lên không nó bò ra bây giờ Anh không uống rượu whisky đâu Ui giời ơi, thôi rơi mất rồi Rơi mất rồi <laughs> Trông cái mặt nó ngáo ngơ các bạn <laughs> Thôi được rồi, à, treo nó lên các bạn Bây giờ thì mình mang hai em khuyên của mình ra Phải nói là hai em khuyên của mình Xem chim hôm nay mới biết là hai em khuyên của mình nó mới đẹp như nào các bạn nhé Đây, đây là hai em khuyên của mình nhé, các bạn ạ Thực ra thì vẫn chia sẻ với các bạn cái bộ môn mà chơi chim ở trong lồng này thì nó cực kỳ vất vả Mà nó lại cần tỉ mỉ Và đặc biệt hơn nữa thì đối với hành khuyên này thì nó lại càng vất vả hơn các bạn Chim khuyên này ăn rất chi là tốn à. Thế mà mình mà có quên ăn cho quên uống một cái là thôi đi tèo ngay con chim xịn nay à, đi mua chim với Nhân ấy Thì mình phát hiện ra chủ quán người ta cũng có một con Nó chỉ hơi hơi gọi là à, díu 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 kiểu díu díu thôi mà nó không thuần được bằng cái con cái con này của mình đâu nhé cái con con già này của mình đâu cái con mình mua của thằng cháu mình đâu nhá mà tận chịu rưỡi chịu có lồng ui mình bảo thôi chết rồi thế là hóa ra con chim của mình vẫn xịn sò luôn Đấy. con chim của mua thằng cháu này thân rất chi là dài dài cực kỳ Đấy. họa thì bây giờ đang bắt đầu um, xịn sò rồi thì uh, nhân cái cơ hội là, um, lông lá cũng đã thay đổi xong thì hôm nay mình bắt đầu mới chính thức là bắt đầu vào cắm hai cho 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 khuyên của mình các bạn ạ. Thời gian vừa rồi ấy, cái con chim khuyên thuần này của mình ấy, thì nó thay lông thì mình chỉ dám sử dụng tới cám một và giữ lông thôi không không có dám sử dụng các loại gì cả đấy sau một thời gian dài lông lá của em ấy nó đã được ở đâu vào đấy rồi thì mình đã bắt đầu cho em nó vào một cuộc coi như là công cuộc cách mạng đổi mới giọng em nhỉ Đấy nào, nào ra đây ra đây. Con khuyên toàn này của mình các bạn nhìn họa đẹp không? Đấy, gọn gàng chưa? Đậm đậm đà chưa? Con bên này thì bắt đầu đang phục hồi. À, dù sao chăng nữa thì thời gian vừa rồi ấy, cho ăn cặm một ấy là dưỡng lông và giữ khí, thành ra là nó cũng ít díu các bạn. À, thôi hôm nay thì mình bắt đầu quyết định là lại tiếp tục cho em nó trở về trạng thái sung. <laughs> Đây là cám này của mình là cám 1 cộng 2 đấy các bạn Chứ cũng không dám vào thẳng 2 đâu Vào thẳng 2 quá thì nhiều khi là um, Sợ nó lại hỏng lông hoặc là Mất họa à, Thôi mình cứ dần dần Cám 1 cộng 2 này mình mới bổ sung thêm ít chuối nữa thì Khá là ok Có gì đâu Một tuần nữa là lại bắt đầu anh Nam ơi cứu, anh Nam ơi cứu ngay <laughs> các bạn không nhận là nuôi chim khuyên này uh, nó díu phê cực kỳ luôn mình phải thừa nhận nếu mà nó díu thì thôi đấy nếu hôm nào mà trời mà nó lăng lắng hừng hừng lên một chút xíu ấy mà uh, có vài cái con khuyên ở ngoài uh, ngoài tự nhiên ấy nó díu thì thôi thì cái con khuyên kia của mình thì phải nói là nó kêu trời kêu đất lên luôn các bạn Đấy nói chung là mình phải nói là con chim gì nó cũng có cái hay riêng của nó Đấy các bạn công nhận là họa con này thì vẫn vẫn chưa đậm nhưng mà cho díu được rồi bên này thì đậm hơn rồi xịn sò hơn rồi lông lá là thay ngon lành rồi thôi à, mình có lẽ là phải đậy nó vào thôi tiếp tục cho em nó bình tĩnh để cho nó nó hưởng thụ những cái hạt cám lê tê phê há mồm ra làm gì hả à? <laughs> xong hết uh, những cái lồng chim ở về bên ngoài giờ cho các bạn xem đôi chuột lang mà quế tặng mình nha các bạn các bạn thấy chưa siêu đáng yêu luôn <laughs> lành hiền cực kỳ luôn thì vì mấy các bạn hỏi bảo là anh ơi, chuột lang anh quế cho anh giờ thì nào rồi thì thưa các bạn thì vẫn khỏe mạnh và vui đùa với nhau cái tiếng kêu của nó buồn cười lắm kêu như kiểu lợn con đấy các bạn nhé cứ chít chít rồi lại khụt khịt khụt khịt <laughs> nhiều lúc mình vào trong av này mình còn không ngỡ ra là không biết bảo là cái con gì mà nó kêu và tiếng nó lạ thế thì nó hóa ra là nhìn sang là hóa ra là hai uh, chú chuột này của mình wow <laughs> sao thế sao thế Nào. đấy <laughs> được uh, hai con đều coi như là tam thể luôn các bạn nhé đều màu tam thể cực đẹp luôn giống nhau luôn đấy không không có gì thay đổi thì lại đôi ba tháng nữa là lại đẻ thôi <laughs> đấy thức ăn của bạn ý này các bạn này Đấy kêu đấy. <laughs> con này như quế bảo, là, con này là con cái này. Các bạn nhìn chưa? Cậu nhá ngô này, đâu ra đấy gọn gàng sạch sẽ luôn. Đấy. Thế nhưng mà được cái là rất hay là nhảy luôn vào trong sâu cám này ăn luôn. Uhm, sẵn sàng là ị luôn ra đây. À, cho nên là phải thay cám liên tục. Dù ít hay dù nhiều đây. Các bạn chưa? Vừa mới thay uh, nước uh, lúc uh, nửa buổi sáng ấy. Giờ cậu đã ị vào đây rồi, thế này chiều tối lại phải thay tiếp, xem ra này Cậu này Hừ lắm này nhỉ Hừ thế này nhỉ Nào Các bạn nhìn thấy lông nhỉ, mịn chưa Ê -sí. Trông sạch sẽ tinh tươm luôn nhé Đấy cứ ngồi quấn tròn một cái tư thế <laughs> Ra đây ra đây chứ Ra đây chứ Ra đây ra đây Ê -hí 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 -hí. À, Được cái là giúp là, là tài thôi, giúp là tài thôi, mình thì này, vắt đây này Cậu nhát lắm Đấy, sờ được rồi đấy Mắt cứ tròn tao háo này Á á á á Nó cũng biết là nóng tính nhá các bạn nhé Nếu mà sờ nó mà nó không không thích ấy Là cậu vàng lại nghe Không cắn nhưng mà cậu vàng lại kiểu như là thái độ ấy à, hi, hi. Thôi ở đây Tối anh lại thay cám anh lại thay nước cho Kìa chưa, lúc nào mà rét thì cứ giúp vào đây nhá ở trong AV này của mình thì không có sợ rét nữa các bạn bởi vì là che kín hết rồi. Một số các bạn bảo mình là anh đợi cho cái tấm lên mặt này ấy, thì ở chỗ này không có phân chim ý đâu. Bởi vì chỗ này nó không có chỗ chim nó đậu ấy, thì thành ra là nó nó không nghĩ ra đấy. Các bạn nhìn thấy ở trên thực tế là không không có phân chim ở đây luôn. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Mắt nó đang nhìn mình với kiểu thái độ không biết là cái chuyện gì đang xảy ra, ấy, không biết là ông ấy đang nói gì. ra đây ra đây. Ra đây. Xịn nhỉ các bạn nhỉ Nhìn bộ lông thôi nhìn bộ lông thôi mới lại kiểu dáng tam thể này càng phê ấy thôi để chúng nó bình yên ở đây các bạn bây giờ thì chia sẻ với các bạn một niềm vui nữa mà có lẽ là đã rất lâu rồi mình không quay cho các bạn xem đây rồi nhân vật chính là đây các bạn này đấy mình muốn cho các bạn xem ấy nhân vật chính là đây đó là gà tân châu chính thức là gà tân châu đã chuyển sang ấp rồi các bạn xem còn thì mình thử xem là còn bao nhiêu quả hắn ta ấp bao nhiêu quả này các bạn nhé chui vào trong này giờ là con trống hư lắm nhé con trống hư nhá ô chèo nó con mái thế kia bao giờ nhỉ thế này phải tách tách trống thôi thế này phải tách trống thôi không thể để hư thế kia rồi thôi 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 mình đi ra không mai ngày kia mình cho các bạn xem được bao nhiêu quả trứng nhá giờ mà 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 đi vào giờ là con trống nó nó không may mà nó hỏa một cái nó lại dẫn vỡ trứng thì chết anh chị đấm mồm đấy các bạn thấy chưa rất chi là phiền hà nhất là cái con uh, khả khưỡng ấy con khả khưỡng mới là cái con khốn khổ đấy các bạn chắc từ đầu tới cuối giờ các bạn thấy ấy. nó chả nghỉ mồm tí nào luôn ở trong cái avi của mình ấy, mỗi mỗi con khả khướng là nó kêu kinh khủng nhất rồi hiểu ý nhau thế nhỉ hiểu ý nhau thế nhỉ xem nào các bạn thử đếm mình ạ ui chống ơi đừng nhâm vào hai bốn sáu tám mười mười hai quả các bạn ạ mười hai quả nhá wow, thế này mai mình phải tách chống ra thôi để cho mái yên tĩnh ấp các bạn nhỉ còn thì uh, vịt vì giờ của mình cũng gần đẻ rồi đấy vì giờ hơi bị sinh đấy nhỉ <laughs> có trống có mái cũng gần đẻ rồi. nếu mà đúng như mà cái giống vịt này ấy, mà tức là cùng loài họ nhà vịt ấy thì là theo như mình tính ấy có khả năng khi mà vịt rời lại đẻ thì là vịt uy nương cũng đẻ luôn nếu như theo đúng như mà là con tính của mình ấy đấy treo cánh rồi các bạn ạ con má đâu nó treo cánh rồi đấy chống <laughs> chống khạp <khảm> khạp <khảm. cười> chẳng có nước để tắm đâu là lông của hắn bết quá rồi ôi dài. chia tay với chúng nó để cho chúng nó bình yên các bạn mỏi lắm mỗi lần vào các cậu kêu mới lại na khướt lắm rồi ok thế là những cái niềm vui của một ngày hôm nay mình đã gửi tới cho các bạn Chú chào màu này của mình đã có một bộ cắm lít tĩnh xịn Quay ra đây cho các bạn xem Bây giờ thì uh, xin phép các bạn là mình uh, uh, Dọn dẹp uh, những cái thứ đồ này này Rồi cho thêm con cá bảy màu đã ăn một chút xíu này Và ghép video gửi tới cho các bạn Và chúc các bạn là luôn vui vẻ trong cuộc sống à, Các bạn đừng quên uh, đăng ký ủng hộ Long Đen nhé Và tất cả những con vật của Long Đen Rồi hẹn các bạn ngày mai